Sau một thời gian dài tìm hiểu, biển hẹn non cánh, hai cháu đã nguyện thề với nhau trọn đời, trọn kiếp, trao duyên cho nhau và mong muốn cùng xây dựng một mái nhà chung và sẽ làm vợ, làm chồng của nhau. Đáp ứng lòng mong mỏi đó của hai cháu, hôm nay được sự đồng ý của gia đình nhà gái, họ nhà trai chúng tôi đến ra mắt họ nhà gái và xin phép họ nhà gái tác thành cho hai cháu đến duyên hạnh phúc.